Hello. Rất vui, rất hân hạnh được chào đón tất cả quý vị đang có mặt ở cà phê Nhà Sàn vào buổi tối ngày đêm nay. Kính thưa tất cả quý vị, theo thông lệ của người Á Đông thì kết thúc năm cũ bước sang năm mới, ta thường chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc. Và đêm nay cũng bên sân khấu nhỏ cà phê Nhà Sàn, Ngọc cũng xin thay mặt ban tổ chức cà phê Nhà Sàn cùng tất cả các em trong ban nhạc kính chúc quý vị hưởng trọn mùa xuân mới lành mạnh, bên gia đình hạnh phúc an khang, và chúc cho quý vị có một buổi tối nghe nhạc thật vui, thật nhiều hạnh phúc. Và một và để bắt đầu chương trình ca nhạc đêm nay, Thu Ngọc xin gửi tặng anh chị một ca khúc của sáng tác quốc sĩ Bằng Giang, bản được mang tên Người Về Đơn Vị Mới. Xin mời quý vị cùng nghe qua ca khúc này. We'll be right back.
lời tôi lần cuối thôi lần cả thế ly này. À, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và để liên tục chương trình, xin mời giọng hát của anh Trường góp vui với một ca khúc tự chọn. À, xin mời anh Trường ạ. Và xin mời phần tham gia của anh Sang chuẩn bị bài hát của mình.
Chị Ngọc Hương chuẩn bị bài hát của mình. Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa tan.
trong đêm mưa, trong ngày nắng cháy xa, người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ. Người đã we'll be right back.
Vâng, thay mặt chương trình xin cảm ơn giọng hát sôi động của chị rất nhiều. Tiếp theo chương trình xin mời giọng hát của chị Xuân Phương gửi đến ca khúc Hận Tha La. Và xin mời giọng hát của anh Tâm chuẩn bị.